Em Việt chào quý vị và các bạn thân mến nha. Em Việt chia sẻ cho quý vị và các bạn một số lô lẻ cùng với ba cặp lô phía sau này giá cực kỳ tốt luôn. Ba cặp lô nguyên, một cặp lô Anh với hai cặp lô của Nhật. Quý vị và các bạn lưu ý đây là hàng cũ đã qua sử dụng, có mặt hàng đã 4 50 năm, 5 60 năm rồi. Thì những cái vết chầy xước chung, nói chung là hàng nào cũng có chầy xước hết. Và nó ở một cái độ mà phần trăm thì mình không thể đánh giá được, bởi vì riêng em Việt thì em Việt đánh giá về khách quan của mình thôi. Còn vì các bạn á, là nếu mà có mua thì xem video cho thật là kỹ và tự đánh giá ở đồ này nó còn khoảng bao nhiêu phần trăm để mình thấy cái giá đó hợp lý hay không để mình mua. Để đôi khi quý vị và các bạn không xem video, xem hoặc là xem không kỹ, rồi quý vị và các bạn khi nhận hàng có thắc mắc này thắc mắc kia thì nó rất là khó, anh em dễ xảy ra mất lòng này nọ vân vân, bây giờ nó không có hay quý vị và các bạn. Bây giờ còn bạn nào mà thấy hơi lăn tăn, tức là cảm thấy chưa có tin tưởng lắm, thì mình có thể tìm chỗ khác mình mua, hoặc là mình xem đi xem lại nhiều lần để coi em Việt bán hàng như thế nào. Số điện thoại của em Việt là 0963 721 519. Số đó cũng là số Zalo của em Việt luôn. Mỗi khi quý vị và các bạn gọi không được thì quý vị và các bạn nhắn tin, em Việt sẽ trả lời sau. Cặp loa đầu tiên em Việt chia sẻ đến quý vị và các bạn là cặp loa cũ của JBL. Cặp cũ của JBL nha quý vị và các bạn. Thì cặp cũ này nó có hai cái cặp họng, thì quý vị và các bạn muốn lấy cặp họng nào thì lấy. Đây. Ở đây là một cặp họng là 2307. Ở đây là một cặp họng H91. Thì về kích thước của hai cặp họng này nó y nhau thôi, nhưng mà nó hai đời. Cái con 2307 này nè, nó ít chày hơn. Còn con H91 này nó chày nhiều. Và con 2307 này quý vị và các bạn nhìn thấy nó hai màu sơn nha, tại vì cái con này nó khác số series. Đó. Còn cái họng H91 ở đây nè thì nó trùng màu sơn. Rồi. Thì cái họng 2307 nó sẽ đi theo cái củ loa JBL LE175. LE175. Con này thì từ Anico nha quý vị và các bạn, 8 ohm, hàng bao xin tuyệt đối. Đường kính cụ từ là 11, chiều sâu của cụ từ là 10. Đường kính cụ từ là 11, chiều sâu của cụ từ là 10. Còn cái họng này, cái chiều sâu của cái họng này là 22. Chiều sâu của họng là 22 ha. Thì cái họng H91 thì chiều sâu nó cũng y chang vậy luôn. Và cái đường kính của họng ở phía trước này, cái đường này thì nó được 10,5. Còn cái đường bên ngoài này thì nó khoảng 15,5. Quý vị và các bạn. Và cái cặp cũ này tình trạng là zin hát tốt. Nguyên cái bộ này, tức là cái cũ LE175 với cái cặp họng là 2307 thì nó sẽ có giá là 16 triệu đồng. Chuyển khoản đủ mình bao ship, bao zin. Còn bạn nào muốn đặt cọc nhận hàng kiểm tra hàng thanh toán tiền thì 17 triệu đồng, cọc cho mình 3 triệu đồng, nhận hàng kiểm tra hàng thanh toán tiền. Và mình không bao phí vận chuyển. Còn bạn nào muốn đổi qua lấy cái họng H91 thì giá nó cũng vậy luôn ha. Còn bạn nào mua cục cái cũ lẻ, tức là cũ lo bát lẻ không, cũ lo chép lẻ không, thì 11 triệu, chuyển khoản đủ mình bao ship. Rồi tiếp là một cặp cũ của hãng Coran 103, nó đi chung với họng H91 của JBL. Đây. Thì họng H91 này thì nó cũng chạy sơn khá nhiều đó. Rồi kích thước, tính luôn cái cũ thì nó sẽ 29,5, 29,5. Và cái đường kính vòng tròn phía trước này nó là 16 thì nó bằng y chang như con 2307 thôi. Cái đường kính của cái cụ từ Coran 103 này là cái chiều sâu của nó là 7,5. Và cái đường kính vòng tròn của con này chắc tầm khoảng 12. Đó, gần gần 12.
Củ Coran 103. Mấy cặp này hàng VIP nha quý vị. Chứ đừng nghĩ là Coran là không hay nha. Đây là những cái cặp cũ mà họ sản xuất rời đó. Không thua gì JBL đâu quý vị và các bạn. Rồi. Cái bộ Coran này có giá là 13 triệu đồng. Còn bạn nào muốn mua họng thì bán họng, mua cũ bán cũ nha. Bộ Coran chạy cái họng H91 nè. Còn bạn nào muốn đổi qua đổi lại cái họng này thì nó bằng giá nha. Bạn nào muốn đổi thì cứ đổi. Tiếp em Việt có hai bộ phân tần của Pioneer E700 với vị võ bạn. Và hai bộ này tình trạng là hát tốt, zin nguyên bản, đầy đủ dây gắt, đầu cắm vân vân. Thì bộ Pioneer E700 này hai bộ nó với đều giống nhau hết. Không có bộ nào đẹp, bộ nào xấu đi đâu. Y chang thôi. Và nó xài cho một bass 30, một chung và một chép. Thì mỗi bên đó, nó có hai cái volume, một volume là để chỉnh cho tiếng chung, một volume là để chỉnh cho tiếng chép. Hiện tại là đã test hoạt động hoàn hảo. Giá là 1.600.000 đồng một bộ, bao ship tận nhà. Vì của bạn thì cái bộ này thường á nó sẽ bắt ở trong bắt ga. Cho nên vì bạn để bên trong cái thùng á bắt ga thì nó sẽ phét cái lỗ nó cái dòng này nè. Đó. Nó rất là đẹp ha. Đó. Thì hãng của họ, hãng họ cũng làm vậy chứ không phải là họ bắt ở ngoài bắt vô. Tiếp em Việt chia sẻ cho quý vị và các bạn là một cặp còi của hãng Onkyo. Cặp còi này thì nó cũng thuộc về hàng hiếm và giá trị. Chiều sâu của cặp còi này là 12, đường kính cụ từ thì nó khoảng 9 cm. Còi tình còi này từ Adico. Model của còi này là TVW1800A 10W 8 ohm zin sơ băng. Cái đường kính vòng tròn ở phía trước này là 6.5. Nó có tới 3 dòng lẫn vị vàng. Cặp câu này đáng sưu tầm mà. Nhìn rất là gấu. Cặp câu này 5.800.000 đồng. Chuyển khoản đủ mình bao ship. Bạn nào muốn đặt cọc thì 6.500.000 đồng. Cọc cho mình 2.500.000 đồng. Và lưu ý tất cả các mặt hàng mà đặt cọc thì mình không bao ship nha. Rồi. Đây mình có một cặp còi cỏ. Mình có, cặp còi này được cái họng là ngon. Cũng của Onkyo TVW610B 8 ohm 10W. Cái họng còi này thì nó y chang như họng còi vừa rồi. Họng còi của cái cặp 1800A. Và tự nhiên cái con này á, thì nó nằm ở trong thùng gỡ ra. Còn cái hàng này á, cái hàng 1800A này nè, là cái ông này là hãng họ sản xuất rồi. Thì đường kính cũng là 6.5. Còn chiều sâu của họng còi này là 9 cm. Và cặp này tình trạng là zin khá tốt, bụi bẩn theo thời gian, chạy chỗ theo thời gian. Giá là 2.500.000 đồng. 2.500.000 đồng. Lấy cái họng không đủ tiền, cái họng này vặn ra được nhưng mà nó hơi cứng, thường hãng họ sẽ phá keo. Họ sợ chạy ra. Đây là mình nhìn thấy keo nè, khi mà vặn này mạnh tay vặn mới được. Và đây là một cặp lo chung của EV là Electroboy. Từ là 19, đường kính từ là 19 nha. Thì có bạn hỏi mình á, là tại sao á, là nối lo của Electroboy mà không thấy mắc in USA hay là chữ Electroboy đâu. Thì cái dòng Electroboy là thường vậy quý vị các bạn. Những cái dòng lo này họ không có là để chữ ở trên này nha. Họ chỉ dán cái chữ với cái model nó nằm ở trên cái thùng thôi. Và cách mình đã có một cái video cách đây cũng khoảng cả tháng trời đó, là mình có đăng một cái video là mình tháo cái cặp lo này ở trong thùng ra, thùng Electrovoy, thì cái mẫu thùng đó và cái model của thùng thì quý vị và bạn cũng có thể xem lại cái video đó để biết là đây là cặp Electrovoy xịn chứ không phải là hàng điểu nha. Đó, mình là không bao giờ chơi bán hàng điểu. Rồi, cặp này á chiều sâu là 12, tức là cái chiều sâu của cái cũ từ nè. Và đường kính á là 26, đường kính vòng tròn 26 từ 19, còn con bao nhiêu thì mình không biết. Con này khá là lớn. Lo chung mà con này chắc nó khoảng 76. Mình đoán vậy. Con lớn khủng khiếp. Và quý vị và các bạn có thể nhìn thấy là con này
màng của nó là màng giấy gân vải xít. Tiếng con này mà làm tiếng làm lỗ chung á, hát karaoke thì hết ý, không còn gì để bàn cãi. Cái này là dơ như chạy gì đó. Hiện tại là xin hát tốt, cặp này có giá là 4 triệu đồng nha quý vị và các bạn. Nói chung là tiền nào của nấy. Cặp lo chung 4 triệu đồng thì nhìn thấy nó mắc, nhưng mà khi quý vị và các bạn sử dụng cặp này để hát karaoke trả lời đi, rồi quý vị sẽ thấy là âm thanh của nó hay cực kỳ. Và tiếp em việc có hai cái adapter của Electrovoy. Cái adapter này thì đường kính vòng tròn này nó 12,5 nè. Còn cái lỗ này thì nó được 4,8, tương như là gần 5 cm. Hai cái này á, nó đều là bằng gan hết. Nhưng một cái nó sơn đen, một cái không, và cái gân của con này là gân vặn. Thì cái mình đo được cái lọt lòng của gân này chắc nó khoảng 3,2. Cái này quý vị và bạn về chế cháo ngon. Nó xài cho 4 củ chép một lượt một nha, 4 củ chép. Cầm nặng chắc khoảng 1 ký mấy, một cục như thế này nè. Nặng tay lắm, dày. Giá là 1 triệu đồng một cục, một cặp. Quý vị và bạn nào chuyển khoản đủ mình bao ship nha. Mình có hai cặp, muốn lấy cặp nào lấy, nó đều bằng gan hết à. Cặp sơn, cặp không. Đây là hàng xịn của hãng Electrovo nha. Tiếp em vừa chia sẻ đến quý vị và các bạn một cặp loa nhìn hơi xấu nhưng chất âm hay. Xấu ở đây á, là hãng họ sản xuất cái kiểu xấu, chứ không phải là xài theo năm tháng rồi nó xấu nha. Tăng tả nha. Đó, quý vị và các bạn nhìn ở phía trước. Và cái e-căng nằm bên trong này. E-căng thì không lủng, không gắt ha. Đó. Đây là dòng đích tên Selection 25, dòng sản xuất đời đầu. Thì cái đời đầu á, cái bát của nó sẽ tẩm dầu, cho nên nhìn nó thấy gốm lắm. Quý vị và các bạn nhìn nè, mình lấy nét sát cho quý vị xem, ghê chưa? Nó giống dòng loa A rồi, nhìn là muốn bỏ chạy, nhìn quá xấu. Nhưng đặc biệt là âm thanh rất hay. Hiện tại cái bát này nè, là cái dầu của nó vẫn còn dính nha. Hiện tại là mình để tay vô vậy nó vẫn còn dính. Gân này là gân cao su mềm nha. Bát 30. Đây là cái lo chép nè, còn hai lo này là hai cái lo chung. Dòng này chất âm thì bao phê, dễ ghép lắm quý vị và các bạn. Chất âm thì chấp mấy cặp đôi AG2AX, nhưng giá con này thì nó rẻ hơn. Mà em việc bán rẻ hơn thôi chứ mọi người bán thì cũng không rẻ đâu nha. Chấp mấy con biểu nửa CS77A, 88A rồi, giá trên mây. Con này chơi nhạc vàng là thấy cảnh cực kỳ hay. Thì đây là hàng cũ đã qua sử dụng, không xì ba tút tát quý vị và bạn. Quý vị cũng có thấy có thể có một vài chỗ mẻ cạnh nè, đó như vậy đó. Em việc bao xin hát tốt. Và cái cặp này á, trở kháng của nó là từ 4 cho đến 8 ohm. Thì ở phía sau con này á, phía sau cặp lo này nhiều bạn không từng chơi thì mấy bạn sẽ nói cặp lo này là ở phía sau là nó bị chày nát rồi. Nhưng mà không phải, cái nước sơn của họ sơn vậy nè quý vị và các bạn, để mình lấy nét sát cho quý vị xem đó. Họ sơn gì giống như muối tiêu vậy đó quý vị và các bạn, chứ không phải bị chày gì hết ha. Đó. Đó, cặp lo này là tình trạng là còn cũng khá ok. Góc cạnh thì những cái vị trí li ti lăn tăn mẻ nè là phải có thôi, còn những cái đốm trắng này nè dơ đó, mình quẹt cái nó hết đó quý vị và các bạn. Thì con này trở kháng của nó từ 4 cho đến 8 ohm. Và công suất con này thì 60W. Dễ đánh, bass 30. Cặp này nhạc vàng bao phê, nghe nhẹ nhàng, sâu lắng, không có gây cho mình mệt mỏi khó chịu này nọ quý vị và các bạn. Cặp này ở trên thị trường thì giá nó đâu đó tầm khoảng 20/20 gì đó, thì tùy người bán thôi. Đây là cặp đời đầu, nó còn cái cặp đời mà cái mặt gỗ nữa, nó biểu bạn. Nhưng mà cái mặt gỗ á, nhìn nó đẹp, nhưng mà theo mình nghe tiếng bass của con mặt gỗ nó không bằng tiếng bass của con này, vì vậy. Rồi em việc bao xin hát tốt, thùng thì chạy chỗ theo năm tháng.
đúng y chang như video. Giá của cặp này em Việt bán cho quý vị và các bạn là 16 triệu đồng. Chuyển khoản đủ mình bao ship tận nhà cho quý vị và các bạn. Bao xin hát tốt luôn. Tiếp trong video này em Việt có hai cặp Ioneer. Cặp đầu tiên là cặp Ioneer CSE700. Lưới thì quý vị các bạn cũng có thấy, cũng có thể thấy là theo năm tháng này nó cũng cũ quý vị và các bạn. Rồi. Để mình giật ra. Cũ thôi nhưng mà chưa gắt. Nói chung mấy cái lưới này vậy nó cũng đẹp lắm, nhiều cặp về cái lưới nó bét tại nhà chứ. Rồi nhìn từ xa. Thì lo này nó sở hữu một bát 30, một chung tầm khoảng 14 và một chép còi. Hai volume tối ưu cho dải chung và dải chép, mặt phía trước là gỗ lạng. Đây. Màn lỗ bát. Bát 30, màn FB 8 lỗ ốc. Lỗ chung. Lỗ chép. Chung. Bát. Chép đã test hát tốt. Và cặp này ở phía sau là gỗ lạng luôn nha. Phía sau gỗ lạng luôn. Để em được quay cho phía sau. Phía sau gỗ lạng luôn. Đó. Tình trạng đẹp. Cặp này ở trên thị trường nếu đẹp như thế này thì giá nó tầm khoảng 13. Em Việt bán cho quý vị và các bạn 10 triệu 500 thôi. Chuyển khoản đủ mình bao ship. Còn muốn đặt cọc thì bán 12. Đây. Ở đây nó có mẻ cạnh tí xíu nè. Thì những cái chày ti lăn tăng là không tránh khỏi nha. Đây là đồ cũ đã qua sử dụng. Rồi. Tiếp em Việt bán xả lỗ một cặp lo view nữa. Lỗ 1 triệu đồng cặp này. Mình nhập giá 10 triệu với quý vị các bạn. Đây. Bioneer CS700. CS700 nó mắc tiền hơn E700 nha. Rồi để mình giật ra rồi mình quay cho quý vị và các bạn xem. Đứng từ xa. Thì quý vị và các bạn nhìn thấy phía trước là gỗ lạng. Đường nét gân ở các chỉ vô phía trước á, nhìn rất là đẹp luôn. Cặp này trưng bày ngon. Thì nó sở hữu một bát 30, màn FB, một chung, tầm khoảng 14-15 gì đó, màn FB và một chép. Ở bên đây thì cái bát này em Việt tháo ra để em Việt coi có nói từ Anico hay là từ Ferris. Cho nên em Việt bắt mới hai ngóc à, chưa có bắt lại, cũng chưa để nó cái chữ FB cho nó ngay. Thì con này là từ Ferris nha quý vị và các bạn. Đó. Rồi cái lò chung bên đây thì nó dính bụi dính gì đó. Nè, mà lấy nét xác cho. Cái này lao ra. Nó bụi gì trắng trắng đó quý vị và các bạn. Đó. Như dôi gì đó. Hai volume để tối ưu cho dạy chung và dạy chép. Tại sao mình bán lỗ thì để mình quay vô phía sau. Cặp này ở phía trước thì không bàn cãi rồi. Bên hông đồ cũng không bàn cãi luôn. Ở phía sau rất là đáng tiếc. Khi mà vận chuyển thì nó bị như thế này. Để quý vị và các bạn. Ở phía sau, khi nhìn từ xa, một bên nó chốc đôm đôm. Rất là buồn luôn. Thì quý vị và các bạn, khi mà mình đứng gần mình lấy nét cho quý vị xem nè. Cái này, quý vị nhìn thấy không? Cái lo của người ta nó đẹp như vậy nè. Nó đâu có bị vô nước bể nở gì các quyền đâu. Còn cái đít đó, là do mấy ông bạn mà chất chồng lên nhau á. Cái nó cọ vô nhau mà nó thành ra vậy nè đó. Chứ còn mà cái xương nè quý vị các bạn thấy không, cái miếng ván này lấy ra được, có thể lấy ra đổ, lật bề lại, hoặc là có thể lấy ra đổ cái miếng khác vô, hoặc là lấy bạn nào á mà muốn mà làm đẹp á thì về bằng máy ốc này ra lấy cái miếng ván này ra đi xì ba làm đẹp lại rồi về gắn vô cũng rất là dễ thôi. Nhưng mà đối với em Việt là em Việt không làm. Nếu mà em Việt làm lại thì mình bán nó sẽ giá ok hơn ha. Đó. Rồi. Thì cái cặp này vốn mình nhập là 10. Nhưng mà lý do là nó như vậy. Thì mình bán lỗ, bán 9 triệu đồng. Chuyển khoản đủ mình bao ship. Thì lỗ hơn 1 triệu. Cặp này giá thị trường nó tầm 13-14 triệu nha quý vị và các bạn. Rồi em Việt xin chào, hẹn gặp lại quý vị ở những video sau.